Donald Trump Jr., con cả của Tổng thống đắc cử Trump, chia sẻ video chế diễu Tổng thống Ukraine Zelensky rằng ép sắp tới sẽ không còn được viện trợ. Donald Trump Jr. hôm ngày 10 tháng 11 chia sẻ trên tài khoản Instagram 7,5 triệu người theo dõi video cho thấy ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng cạnh nhau. Ông Trump đang nói có lãnh đạo Ukraine cao mày buồn bã. Video sau đó zoom vào ông Zelensky, chuyển từ có màu sang không màu, cùng hình ảnh những đồng đồ rơi xuống trước mặt tổng thống Ukraine. Còn 38 ngày nữa là ngày mất trợ cấp rồi, dòng chữ trên video cho hay. Trump Jr. là phó chủ tịch điều hành Trump Organization, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, thương mại, khách sạn và sân golf. Người này đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay của ông Trump và ủng hộ chọn thượng nghị sĩ Jay Davis làm ứng viên phó tổng thống. Trump Jr. đang nhiều video chế trên các trang mạng xã hội, thường là chia sẻ lại nội dung cho những người khác tạo ra. Anh cũng đăng hàng loạt ảnh chế mỉa mai phe dân chủ hay những người phản đối bố mình. Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump được cho là có thể tác động đến Ukraine khi xung đột ở nước này vẫn tiếp diễn. Ông từng nhiều lần chỉ trích khoản viện trợ mà Mỹ dành cho quốc gia châu Âu này. Từ khi xung đột nga-Ukraine bùng phát, Mỹ không ngừng ủng hộ ép và đã cung cấp khoảng 106 tỷ đô viện trợ trực tiếp, bao gồm viện trợ quân sự, ngân sách và hỗ trợ nhân đạo. Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Lầu Năm Góc gần đây công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung 425 triệu đô cho Ukraine. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, hôm ngày 10 tháng 11 cho biết Nhà trắng sẽ giải ngân 6 tỷ đô viện trợ còn lại cho Ukraine trước lễ nhậm chức của ông Trump. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump nhấn mạnh cam kết chấm dứt sự can dự của Mỹ và các cuộc xung đột nước ngoài. Tôi nghĩ ông Zelensky là nhân viên bán hàng giỏi nhất trong lịch sử. Cứ mỗi lần đến đất nước này, ông ấy lại mang về 60 tỷ đô, Tổng thống đắc cử Mỹ nói trong một cuộc vận động tranh cử hồi tháng 9. Tờ Washington Journal trích dẫn các nguồn ẩn danh hôm ngày 6 tháng 11 đưa tin rằng nhóm của ông Trump đang xem xét một số lộ trình, trong đó dự kiến ép Ukraine từ bỏ nguyện vọng trở thành thành viên NATO trong ít nhất 20 năm và đóng băng các hành động thù địch dọc theo chiến tuyến hiện tại. Tuy nhiên Washington sẽ cung cấp cho Kyiv nhiều vũ khí hơn để kiềm chế Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ mạnh mẽ một giải pháp toàn diện thay vì đơn giản đóng băng xung đột. Tuy nhiên lưu ý rằng Moscow sẵn sàng đàm phán về nguyên tắc. Ông Zelensky đã công khai bác bỏ việc đưa ra bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào đối với Nga. Hôm ngày 8 tháng 11, Bloomberg đưa tin rằng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã thảo luận về liệu khối này có sẵn sàng chi trả cho cuộc chiến hay không, trong bối cảnh lo ngại rằng ông Trump sẽ tìm cách chuyển gánh nặng tài chính lên châu Âu. Đầu tuần này, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên đưa tin rằng Ukraine ngày càng lo ngại rằng Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ đình chỉ viện trợ quân sự cho nước này. Trong cuộc phỏng vấn của CBS News phát sóng vào ngày 10 tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết ông Biden sẽ nỗ lực thuyết phục ông Trump và chính quyền mới không rút sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ông Biden và ông Trump dự kiến gặp nhau trong cuộc họp chuyển giao quyền lực vào ngày 13 tháng 11. Trong 70 ngày tới, Tổng thống Biden sẽ có nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Quốc hội và chính quyền mới rằng Mỹ không nên rời xa Ukraine, rằng việc rời xa Ukraine sẽ đồng nghĩa với sự bất ổn hơn ở châu Âu, ông Sullivan nói. Ông Biden sẽ chứng minh rằng chúng ta thực sự cần cung cấp các nguồn lực liên tục cho Ukraine sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, ông Sullivan nói thêm. Vị cố vấn của Nhà Trắng cho biết một trong những mục tiêu chính của chính quyền ông Biden trong những tháng còn lại là sẽ đưa Ukraine vào vị thế tốt nhất có thể trên chiến trường để cuối cùng có thể giành được vị thế có lợi nhất trên bàn đàm phán. Theo ông Sullivan, như một phần của nỗ lực này, Nhà Trắng đang gấp rút viện trợ cho Ukraine với kế hoạch chi 6 tỷ USD còn lại trong khoản tài trợ cho Ukraine trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump vào tháng 1 năm 2025. Ông Sullivan lưu ý, ông Trump và ông Biden sẽ có cơ hội xem xét lại lập trường của Washington về Ukraine, cùng với các vấn đề chính sách đối ngoại khác, đồng thời thảo luận về cách ông Trump dự định giải quyết các vấn đề đó trong cuộc gặp ngày 13 tháng 11. Tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ giải thích cách ông ấy nhìn nhận mọi việc với ông Trump, quan điểm của họ và nói chuyện với Tổng thống đắc cử về cách ông ấy suy nghĩ về việc giải quyết những vấn đề này như thế nào khi nhậm chức. Ông Sullivan nêu rõ. Dưới thời ông Biden, chính phủ Mỹ đã cam kết viện trợ khoảng 174 tỷ USD cho Ukraine trong cuộc xung đột Ukraine và Nga. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vận động các đồng minh thuộc NATO duy trì sự hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Trump đã nhiều lần phản đối việc viện trợ cho Ukraine và tuyên bố ông sẽ kết thúc xung đột Nga trong vòng một ngày. Năm ngoái, ông Trump nhấn mạnh xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ bùng phát nếu ông ở Nhà Trắng vào thời gian đó. Ông nói với Reuters rằng Ukraine có thể phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình, điều mà người Ukraine phản đối và ông Biden chưa bao giờ đề xuất. Cuối tuần qua, tờ Washington Post đưa tin, ông Trump đã điện đàm với ông Putin vào ngày 7 tháng 11, thúc giục Tổng thống Nga không leo thang xung đột ở Ukraine. Trong khi ông Trump chưa tiết lộ chi tiết về kế hoạch kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine, phó tướng của ông là Jay Devance đã đưa ra một viễn cảnh sơ bộ. Có lẽ viễn cảnh đó là đường phân chia hiện tại giữa Nga và Ukraine sẽ trở thành khu phi quân sự. Ông Vance nói trong chương trình podcast Sean Ryan Show vào tháng 9, Ukraine vẫn giữ được chủ quyền, Nga sẽ có bảo đảm về sự trung lập từ Ukraine, tức là Ukraine sẽ không gia nhập NATO và một số tổ chức đồng minh khác. Đó là cách mà thỏa thuận có lẽ sẽ diễn ra. Ông Vance nói, bình luận ngày 7 tháng 11 về những tuyên bố của ông Trump về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những tuyên bố đó là đáng chú ý và nếu muốn, Mỹ có đủ khả năng để làm như vậy. tỷ phú Tesla là nhân vật chủ chốt trong quỹ đạo của tổng thống đắc cử. Một câu hỏi đặt ra là liệu quan điểm của ông về khí hậu và năng lượng sạch có lay chuyển được ông Trump. Tỷ phú Elon Musk gọi bản thân là người ủng hộ môi trường và siêu ủng hộ vấn đề khí hậu. Thế nhưng, ông dốc lòng dốc sức vận động bầu cử cho một nhân vật từng coi sự nóng lên toàn cầu là trò lừa bịp. Giờ đây, khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị bước vào Nhà Trắng, một câu hỏi lớn là quan điểm của ông Musk về biến đổi khí hậu và năng lượng sạch có thể ảnh hưởng đến chính quyền mới như thế nào, nếu có. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã dịu giọng đáng kể về xe điện khi ông trở nên thân thiện hơn với CEO Tesla. Sau nhiều tháng chỉ trích xe điện và cam kết sẽ ngừng bán loại xe này, ông Trump đã lùi bước một chút vào mùa hè rồi. Vào thời điểm đó, CEO Tesla đã nhận công lao về sự thay đổi rõ ràng của ông Trump khi nói với các cổ đông của công ty tại một cuộc họp vào tháng 6. Tôi có thể thuyết phục được ông ấy. Giờ đây, tỷ phú Musk người đã dành đêm bầu cử tại dinh thự Malago của ông Trump và tạo dáng chụp ảnh nhóm với gia đình của tổng thống đắc cử, dự kiến có kết nối trực tiếp đến Nhà Trắng trong những tháng tới. Quan điểm của ông Trump về sự nóng lên toàn cầu và chính sách năng lượng không có gì bí ẩn, ông nghi ngờ liệu trái đất có đang nóng lên hay không. Các nhà khoa học khẳng định chắc chắn là có. Tổng thống Đắc cử đã tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, trong đó gần 200 quốc gia đã cam kết hạn chế khí thải nhà kính đang làm nóng hành tinh. Ông chỉ trích các tấm pin mặt trời và tua biên gió. Và ông nói với đám đông những người ủng hộ hôm ngày 6 tháng 11 rằng Mỹ sẽ tăng sản lượng dầu, thậm chí vượt quá mức kỷ lục hiện tại. Chúng ta có nhiều vàng lỏng hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, ông Trump nói. Ngược lại, Musk luôn khẳng định ông nghĩ biến đổi khí hậu là một vấn đề, mặc dù đôi khi ông cũng có chút dao động với mức độ cấp bách của vấn đề đó. Vị tỷ phú từ lâu đã ủng hộ nhiệt thành việc chuyển sang công nghệ phát thải thấp như năng lượng mặt trời, pin và xe điện. Ông Musk cũng ủng hộ năng lượng hạt nhân, loại năng lượng không tạo ra bất kỳ khí nhà kính nào và đôi khi ông Trump cũng đồng tình. Chi tiết này hoàn toàn xung đột với quan điểm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới và các nhà môi trường, vốn luôn thúc giục các quốc gia cắt giảm lượng khí thải nhanh nhiều hơn xuống khoảng bằng không vào giữa thế kỷ để duy trì tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức tương đối thấp. Các nhà khoa học đồng ý rằng, con người càng mất nhiều thời gian để ngừng bơm khí nhà kính và không khí, thì nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng chết người, cháy rừng hạn hán, bão và tuyệt chủng các loài càng cao. Trong những năm gần đây, tỷ phú Musk đã kêu gọi thận trọng với những thay đổi mạnh mẽ của xã hội để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trước đây tỷ phú Musk từng công khai bất đồng quan điểm với ông Trump về các vấn đề khí hậu. Năm 2017, khi ông Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, ông Musk đã từ chức khỏi hai hội đồng cố vấn của tổng thống để phản đối nhưng cuối cùng ông trump đã đứng về phía những người trong nội các của mình những người bác bỏ hoàn toàn vấn đề biến đổi khí hậu và muốn rút khỏi thỏa thuận